Thưa quý vị, ở một số đơn vị có lúc có nơi dự báo chưa sát, phản ứng chưa kịp thời với tình hình, xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Vì vậy, các đơn vị cần nắm chắc thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để thực hiện vận dụng sáng tạo, ban hành các chính sách theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 vừa diễn ra vào sáng nay. Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Các báo cáo ý kiến phát biểu tại cuộc họp thống nhất đánh giá, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023, tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi. Trên thế giới, tăng trưởng giảm, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao. Các thị trường lớn truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Trong nước, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế nhỏ nhưng độ mở lớn, sức chống chịu có hạn. Một tác động nhỏ bên ngoài có thể ảnh hưởng lớn tới bên trong. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân, giao nhiệm vụ cho từng thành viên chính phủ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong cơ quan của mình và làm việc trực tiếp, nắm tình hình, giải quyết các vấn đề tại địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo điều hành tháng 4 và 4 tháng vừa qua, đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc các dự án, các công trình trọng điểm quốc gia với 5 tổ công tác được thành lập, cho phép các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ, mua lại trái phiếu doanh nghiệp, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuế đất, tập trung xử lý quyết liệt có hiệu quả với các doanh nghiệp dự án thua lỗ, các ngân hàng yếu kém. Trong 12 dự án thua lỗ, ngành công thương đã tìm được đầu ra cho 8 dự án. Cùng với đó xử lý các vấn đề liên quan trung tâm nhiệt điện Ô Môn, nhiệt điện Sông Hậu 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được khánh thành mà không sử dụng thêm ngân sách và còn tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt và xử lý các vấn đề liên quan ngân hàng SCB. Cùng với đó là thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, vừa khánh thành các tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Dầu Dây Phan Thiết và các dự án Phan Thiết, Vĩnh Hảo, Cam Lâm, Nha Trang sẽ hoàn thành trong tháng 5 này. Khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 với chiều dài 729 km và khẩn trương chuẩn bị khởi công các dự án kết nối Đông Tây, các tuyến vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo cấp có thẩm quyền và chuẩn bị triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, tăng trưởng tín dụng thấp, rủi ro nợ xấu gia tăng, tình hình bất ổn ở bên ngoài tiếp tục tác động ảnh hưởng lớn. Một số bộ ngành địa phương thì có lúc có nơi chưa phản ứng kịp với lại cái tình hình, rồi cái dự báo tình hình cũng chưa sát, nó cũng gây khó khăn. Một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm đang có xu hướng là gia tăng. Cái này chúng ta phải phát hiện và tôi đề nghị các bộ, các ngành để làm sao cho cái rà soát lại cái thể chế, cái cơ chế chính sách, làm sao cho nó phù hợp với tình hình và tháo gỡ cái khó khăn để cho cán bộ công chức viên chức làm đúng và tăng cường cái tinh thần, tức là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm lên. Tới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Trước mắt, tăng khả năng tiếp cận vốn cho sản xuất kinh doanh và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay với cả khoản vay mới và hiện hữu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cả phía cầu và cung. Cùng với đó là tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, nhất là rà soát, hoàn thiện thể chế, làm tốt công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển, đặc biệt là Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp thẩm quyền phương án giảm 2% VAT. Người đứng đầu Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành trung ương. Đối với các địa phương cần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công,
thực hiện hiệu quả và tích cực hơn các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, thương mại, phòng chống thiên tai, tham nhũng, tiêu cực.